trẻ nó không biết gì luôn, một đứa trẻ nó còn quá trẻ, thậm chí nó không có bận tâm nó là nam hay nữ. Các vị thừa nhận điều này không? Con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, lúc nhỏ gặp nhau vui vẻ vô cùng, không có vấn đề gì hết, như là người bạn thân thiết với nhau. Hồi xưa có một ngôi chùa ở tại Quy Nhơn, ai đó sinh đứa trẻ thật xinh đẹp, bỏ trước cổng chùa. Các cô ni nghe tiếng trẻ khóc ra bồng vô nuôi lớn lên. Được 2-3 tuổi đến ở tổ đình thập tháp. Lúc đó còn có một chú tiểu 4 tuổi xuất gia. Hai anh chị cứ kẹp kè với nhau đi chơi. Hai cái chốn kẹp kè với nhau đi chơi. Nói chuyện, cười, rồi chơi bánh bi, rồi xù xì, này nọ vậy đó. Rồi thấy thương quá, chị hôn anh cái, anh hôn chị cái. Quý thầy nói á, ừ được đó, hôn đi, 10 năm nữa là cấm đó nghe, không được đó nghe. À, nó vui như vậy đó. Tại sao? Bởi vì còn quá nhỏ, vấn đề giới tính không có, không bận tâm. Và con gái từ lúc nhỏ thường thể hiện sự siêng năng hơn là nam nhi. Thành ra nó học á, rất nhanh nhớ, siêng năng, học giỏi, việc gì cũng làm. Nhưng mà tới lớn lên bắt đầu nữ kinh phát triển dậy thì thế là chị trở nên một người mơ mộng. À, nhìn thấy gì, nhìn thấy móng chuồng, quên cả bữa cơm chiều cha mẹ giao cho, móng chuồng hiểu không? Ông bà mình dạy khéo lắm, là nó mơ mộng. Còn con trai á, thể hiện cái bản lĩnh, thể hiện cái tính độc lập, thể hiện cái nhân cách của mình. Thành ra nó ương bướng khó dạy. Bắt đầu là nó có tính buông lung, có tính dẫn dắt và có tính phản kháng. Lúc nhỏ cha mẹ nói dở nghe lắm, nhưng mà lớn lên nó không nghe nữa. Nó muốn chứng minh là nó độc lập, nó có bản lãnh, nó khẳng định được quan điểm lối sống của nó. Những điều này chúng ta để ý con của mình. Thấy nó ngoan lắm, nhưng mà lớn nó hư hồi nào không hay. Như vậy thì bắt đầu chúng ta thấy cái yếu tố buông lung là cần cần có giới. Lúc đó giới nó được nêu cao, được để ý tới, được quy định. Cho nên một người thọ giới thường là phải khẳng định được giới tính. Cho nên trong này nói là nam căn thành tựu, nữ căn thành tựu, tức là khẳng định được cái giới tính nam và nữ. Còn khi nó chưa có khẳng định được thì làm sao mà thọ giới? Hiểu không này? Ở trong luật của người xuất gia, một người bán nam bán nữ không cho thọ giới. Bán nam bán nữ là sao? Không phải hai hệ. Nửa tháng nó lòi ra, nửa tháng nó thụt vô. Đây là lời giải thích của một vị hòa thượng ngày xưa thầy học luật. Tại vì sao bây giờ nửa tháng người đó là người nữ, nửa tháng người người đó là người nam? Cho nên chẳng biết anh ở hướng nào được. Bây giờ anh trở thành người nữ, anh sinh hoạt như là người nữ, như vậy làm sao đem luật của tỳ kheo áp cho được? Rồi nửa tháng anh là người nam thì làm sao mà đem luật của người nữ áp vô? Cho nên á, những người đó không cho thọ giới, bây giờ chẳng biết giới nào trao cho họ, họ không thể thọ được giới nào. Họ thọ giới này nửa tháng sau làm sao? Cho nên bán nam bán nữ. Còn loài phi nhân là loài tu đạo lực thâm sâu, cho nên nó có thể hóa hiện làm người, nhưng mà nó có thể đi xuyên qua vách tường, nó có thể hóa hiện ẩn thân, thì làm sao mà dùng luật để mà truyền trao được? Thành ra loài phi nhân cũng không cho thọ giới. Chẳng hạn, hay là loài mà giết cha giết mẹ, cái loài mà nó độc ác quá, không thể nào truyền giới được, bởi vì tâm đó không thể nào thọ giới, không thể nào hành trì giới, mà phải đọa thôi. Như vậy thì thưa quý vị á, chúng ta thấy trường hợp này á, chỉ có một mình A xà thế được gọi là vô căn đắc giới. Vô căn đắc giới là trường hợp là hoàn toàn nhờ thần lực của Phật. Nếu như không có Phật, chắc chắn A xà thế không thể đắc giới. Tức là sự kính trọng, sự quý trọng, đội ơn Phật quá sức, sự ngưỡng mộ quá sức, mà từ đó ông có thể thi triển theo lời Phật dạy. Còn nếu như không có Phật chế ngự ông thì ông không thể nào hành trì giới được. Tại vì ông đã giết cha của mình,
không có một tội ác nào lớn lao hơn là tội giết cha. Như vậy thì thưa quý vị, tới trình độ nào được gọi là một Phật tử tại gia? Đó là một người nam mặc áo trắng, nam căn thành tựu. Họ phát cái lời nguyện là quy Phật Pháp Tăng. Chữ Phật Pháp Tăng này được giải thích là tam bảo. Tam là ba, bảo là béo. Chúng ta nương tựa với bạn bè chưa chắc gì an lành. Nương tựa với vợ chưa chắc gì an lành. Nương tựa với chồng chưa chắc gì an lành. Không hoàn toàn an lành. Đúng vậy không? Chúng ta cứ ngỡ rằng lập gia đình là xây dựng hạnh phúc, nhưng đôi khi chính gia đình gây cho chúng ta tổn thương khổ đau nhiều hơn là người khác. Thế thì đó không phải là chân lý an lành. Nó không có hoàn toàn an lành. Chỉ có tam bảo mới an lành. Tam bảo chúng ta không nên hiếu. Phật ngồi trên bàn thờ, chúng ta có tội, đến trước Phật lạy sám, đỡ Phật chứng minh, lạy hoài Phật cứ im ru. Và khổ đau bao nhiêu cũng đem trình cho Phật nghe. Phật nghe hoài cho nên tai của Phật càng dài ra. Phật nào cũng lỗ tai thật dài, bởi vì nghe bao nhiêu thứ tâm sự. Phải vậy không? Chúng ta thấy sai lầm vô cùng. Đó là Phật giáo tín ngưỡng dân gian, không phải là Phật giáo học thuật, Phật giáo triết học. Rồi Pháp là một quyển kinh mỗi ngày lật la đọc tụng. Tăng là ông thầy ở trong chùa. Suy nghĩ như thế là hỏng đạo Phật rồi. Chân tánh của Phật phải nói tới Pháp thân thanh tịnh trùm khắp Pháp giới. Đó mới gọi là Phật. Ba thân: ứng thân, hóa thân và báo thân. Pháp thân chính là Pháp thân, ứng hóa thân và báo thân. Pháp thân là thân Phật vô tướng trùm khắp Pháp giới. Báo thân là thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một Thái tử Tất Đạt Đà. Ứng hóa thân tức là mặc dầu Phật sử dụng thân của một vị tỳ kheo người Ấn Độ, nhưng đồng lúc Phật đã hóa hiện vô lượng thân ở 10 phương thế giới để dẫn dắt chúng sanh. Đây gọi là ứng hóa. Thấy căn bản không? Thấy có căn bản không? Rất căn bản. Sớm giờ nói cái gì? Nó là quy y. Là một con người sau khi đã khẳng định được giới tính của họ, được chưa? Rồi thứ hai, khẳng định giới tính không có quy định là 10 tuổi nha. 10 tuổi là sau này là phương tiện mà quy định đó. Chứ còn nhiều người giới tính họ phát triển đến 6 tuổi. Có người thì hơn 10 tuổi. Cho nên không có thể nào đem cái túi ra được. Hiểu chưa hả? Chỉ có khẳng định rằng là giới tính của họ đã được khẳng định, họ đã ý thức được giới tính của họ. Điều đó là trở thành nam nữ rõ ràng rồi. Thì lúc bây giờ mới được gọi là Phật tử nam hay là Phật tử nữ. Còn chưa có định hình được giới tính thì lúc bây giờ trong tâm của họ không để ý tới điều này, làm sao mà truyền được gọi là giới Phật tử nam nữ được. Cho nên ở đây chúng ta thấy đầu tiên đó là nam giới tính được định hình, nữ giới tính được định hình. Và thứ hai là người này quy y Phật Pháp Tăng. Cái chữ quy y, quy là trở về, y là nương tựa. Quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa. Chữ Hán dùng chữ là Nam Mô. Cho nên Nam Mô tức là quay về và nương tựa. Rất căn bản. Nam Mô Phật, con nương tựa quay về nương tựa Phật. Nam Mô Pháp, con quay về nương tựa Pháp. Nam Mô Tăng, con quay về nương tựa Tăng. Quay về nương tựa Pháp thân của Phật, ứng hóa thân của Phật, báo thân của Phật. Báo thân của Phật với một hình ảnh, đó là thánh tượng lưu bố ở thế gian. Hôm nay chúng ta nhìn trước bàn thờ, thấy có thánh tượng của Phật đang được tôn trí trang nghiêm thanh tịnh. Đây gọi là thánh tượng lưu bố, không phải là chỗ chúng ta quy y.
Phải hiểu như vậy, chỉ là nương tựa mà thôi, để có hình có ảnh, để tâm chúng ta có chỗ y cứ. Nắm được chưa hả? Pháp tức là nương tựa vào lời chỉ dẫn của Phật rất rõ ràng, đây gọi là pháp. Tinh là gì? Tinh có hai loại, một loại là tinh bảo và một loại là tinh hòa kính. Tinh bảo là chỉ cho những vị hành trì giới luật của Phật, sống thanh tịnh, có sự thông hiểu trong giáo pháp. Cho nên chúng ta nương tựa vào tinh để chúng ta có được sự học hỏi. Một người xuất gia mới cạo tóc, kinh không muốn học, luật không muốn giữ, chúng ta quy y họ để làm gì? Để đi chơi để làm gì đâu? Phải không? Nương tựa họ thì chỉ đi chơi thôi chứ không có gì để học hết. Thì mình nương tựa làm chi? Cho nên tại sao mà Phật dạy một vị xuất gia thọ tỳ kheo 10 năm tuổi hạ mới được nhận đệ tử? Ít nhất là 10 năm tuổi hạ. Vì sao như vậy? Vì đây là thời gian đủ để cho người này nhận ra được những gì trong Phật pháp và bỏ dần những thói hư tật xấu. Ở đây có các đệ tử tại Bồ Đề Phật Quốc, có các vị xuất gia tại gia, nhất là các vị xuất gia có chỗ Hiền Pháp, của Hiền Lương, của Hiền Dung, chỗ Hiền Giới. Đâu phải xuất gia là chúng ta từ bỏ được những thói hư tật xấu của mình ngay tức thời. Cái thói quen của mình á, nó quen hồi nào mà chúng ta không hay, và chúng ta nói ra cứ nghĩ rằng là mình bình thường, và làm thầy chỉ bảo ta mệt nghỉ thôi. Chẳng hạn như đứng chống nạnh vậy, đẹp không? Hả? Hay ăn cơm vậy, đẹp không? Cái đó không phải đâu ai nghi người xuất gia. Hả? Rồi chỉ trong chỉ tay, mặc quần áo xốc xếch, đi đến xa, vừa đi vừa chạy, nói lung tung. Tất cả những điều này không phải là hạnh của người xuất gia, nhưng mà đâu có thể nhất thời các vị có thể bỏ được. Trong khi chúng ta đã cạo tóc mặc áo, nhưng nhất thời chúng ta không bỏ được. Chúng ta mặc cái áo xanh vàng đỏ trắng lâu ngày nó quen rồi, bây giờ nhìn cái áo cà sa thấy thảm hại quá. Tự nhiên chúng ta thấy cái áo xanh vàng đỏ trắng nó đẹp hơn cái áo cà sa. Chỉ khi nào chúng ta đau khổ mà chúng ta kính Phật, chúng ta mới trân trọng áo cà sa. Càng tu tập, càng hiểu sâu giáo nghĩa, chúng ta mới thấy đầy đủ cái ý nghĩa của áo cà sa. Chúng ta cứ hình dung tôn giả Bà Hy Gia đắc thánh quả A-la-hán mà chưa kịp nhận áo cà sa, nghiệp lực đến mất mạng ngay tức khắc. Một vị Bà La Môn sắp tới mà thầy sẽ giới thiệu trong đạo tràng Bát Quan Trai cho các vị biết, vị này là một vị trí thức đương thời, thông hiểu giáo pháp và chứng thánh quả sau khi được nghe giáo pháp tôn giả Xá Lợi Phất khai thị. Và chẳng ai giết ngài, chẳng có con bò nào hút như là tôn giả Bà Hy Gia. Vậy mà ngọn ác phong được gọi là ngọn gió đau ở trong tâm khởi lên, lập tức ông ta tắt thở. Ngọn gió đau là ngọn gió gì? Bác con trai, ta sẽ giải thích cho các vị hiểu. Cần thứ nghiệp lâm chung, ngọn gió đau này sẽ khởi lên. Ngọn gió đau nó từ ở trong pháp thân chúng ta khởi lên. Hiểu rồi chúng ta mới biết cách tu tập và né tránh nó như thế nào. Và ở đây chúng ta nên nhớ rằng pháp y quan trọng tới mức nào. Y ca sa, một vị thọ giới xuất gia loại trừ những thói hư tật xấu của mình ít nhất là 10 năm là một vị tỳ kheo. Xuất gia mà chưa phải tỳ kheo chưa thể gọi là một tuổi hạ. Cho nên xuất gia 10 năm chưa phải là một 10 năm tu hành, mà từ khi thọ tỳ kheo bắt đầu mới gọi là một chúng trung tôn. Và tính được tuổi hạ phải có quá trình an cư tu tập tinh tấn hẳn hoi, như vậy mới có đủ kinh nghiệm, mới có đủ sự thăng trưởng đạo lực
nhờ đó mới có thể giác ngộ được. Như vậy thì bắt đầu á là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, trở về nương tựa Tăng. Tăng là gì? Là một đoàn thể chúng đệ tử của Phật xuất gia, bốn vị sống hòa hợp thanh tịnh. Bốn ông tỳ kheo ngồi chơi cờ tướng. Chúng ta có đến quy y họ không? Chúng ta quy y cờ tướng, chứ không phải là quy y quy Tăng. Bốn ông mà gây gỗ kinh cãi, sống không tuân thủ theo giáo pháp, chúng ta quy y trong đó chỉ có lửa cháy, sẽ không có thanh tịnh. Cho nên không quy y như vậy. Như vậy thì Tăng đây là chỉ cho một đoàn thể thanh tịnh từ bốn vị tỳ kheo trở lên, chứ không có thể nói rằng Tăng là một ông thầy nào. Điều nhầm lẫn của chúng ta là gì? Là ngỡ rằng ông thầy truyền giới cho mình, cho mình một cái tên, và mình gọi vị đó là bốn sư, và vị đó sống điên đảo, mình khổ đau, mình không dám từ bỏ. Bởi vì mình nghĩ rằng mình từ bỏ là mình phán bội thầy của mình, phán bội chùa, phán bội tổ đức. Người đó được gọi là gì? Là người ngu trung. Đúng không? Đúng không? Cười nói trúng quá phải không? Thầy dùng chữ là thầy đang mô tả pháp. Các vị học đừng cho rằng thầy lên án hay là phỉ báng. Không bao giờ thầy có ý lên án và phỉ báng ai hết. Nhưng mà thầy đang mô tả về pháp. Pháp nó như vậy là mô tả như vậy thôi. Ngu trung. Mình trung thành một cách ngu muội. Trong khi mình hiểu giáo pháp của Phật là quy tâm bảo, không phải quy ông thầy. Tại sao ông thầy hành phi pháp mình đi theo? Ông thầy không chỉ dẫn cho mình đi trên con đường chánh pháp, mình theo làm gì? Rồi rủ nhau làm bao nhiêu chuyện điên đảo thì mình đi làm chi? Cho nên quy tâm bảo rất rõ ràng, quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Tăng là những vị tăng thông hiểu, truyền trao giáo pháp, truyền trao kiến thức để chúng ta ngày một thành tiếng, ngày một tiến bộ. Đó mới gọi là quy y chứ, được chưa? Tiếp theo nữa, lúc bây giờ vị ấy, vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ đó khởi tâm chí tín thanh tịnh, chí thành nói lên lời chân thật là con Ô Bà Sách Ca ngưỡng mầm tôn giả từ bi thương tưởng ghi nhận con là Ô Bà Sách Ca, cho đến mức như vậy gọi là Ô Bà Sách Ca. Nghĩa là không cần biết chuyện gì xảy ra, đối trước một người xuất gia và chúng ta nói rằng con nguyện là một Phật tử tại gia, xin thầy cô chú hãy chứng minh cho con, hãy ghi nhận con là một Phật tử tại gia. Như vậy đến lúc đó là tối thiểu, là điều kiện bắt buộc mình tự khắc trở thành một Phật tử tại gia, được chưa hả? Nhưng mà qua truyền thống khác biệt của các quốc gia, thành ra nghi thức truyền giới được long trọng soạn tập và truyền giới gõ Tu Xích Cái Cốc cho giật mình chơi chẳng hạn. Như vậy thì bao nhiêu chuyện như vậy á, là để tăng trưởng sự long trọng, sự tôn nghiêm và tạo ra một dấu ấn cho chúng ta ghi nhớ đây là một ngày quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng xét về mặt giáo nghĩa thì điều này không quan trọng gì cả, nếu mà chơi hở ở trong tâm người đó thành thật và có một người làm chứng, người xuất gia làm chứng ghi nhận họ trở thành một người Phật tử tại gia, thì lúc đó họ được gọi là một Phật tử tại gia. Còn nghi thức truyền giới theo các cái truyền thống khác nhau, điều đó không quan trọng. Và một mặt chân nghĩa chúng ta hiểu như vậy, nghi thức mỗi truyền thống họ cách thể hiện khác nhau là chuyện của họ, còn chúng ta là phải ghi nhớ điều này. Dạ thì thưa quý vị, một Phật tử tại gia, có người nói một Phật tử gì mà ăn trộm, một Phật tử gì mà nói dối, đó không phải là Phật tử. Người hiểu như vậy là sai. Chúng ta đính chính lại liền. Phật tử có người giữ một giới, phạm bốn giới. Có người giữ hai giới, có người giữ ba giới, có người giữ bốn giới, có người giữ đầy đủ. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên giải thích rằng á, thế nào gọi là một Phật tử tại gia một phần, thế nào là Phật tử tại gia ít phần, thế nào là Phật tử tại gia nhiều phần, thế nào là Phật tử tại gia mãn phần. Một Phật tử tại gia một phần tức là người này ở trong năm giới họ chỉ giữ được một giới thôi. Xin chứng minh cho con là một Phật tử tại gia,
Một Phật tuổi đại gia, từ đây cho đến hết đời không không sát sinh. Anh ta chỉ nói tôi không sát sinh thôi, còn rượu thì anh ta thích uống. Nói thì anh thích nói dối. Tất nhiên anh phạm, anh có cái quả báo của cái phạm giới này. Nhưng mà ở trong giới anh là một Phật tứ tại gia một giới. Được chưa? Chỗ đây hiểu chưa hề? Nắm thông chưa? Nhớ nghe, ghi nhớ, thọ trì, chứ đừng có nhầm lẫn, đừng mơ hồ nữa.